Sau khi tạo và lưu xong bản đồ, giờ chúng ta sẽ đến bước vẽ vùng cấm và phân chia lại vùng cho bản đồ của mình. Thì các bạn sẽ ấn vào biểu tượng bản đồ ở góc dưới cùng bên trái. Đối với T9, T10 thì các bạn chỉ nhấp vào phần bên trên này để chọn các cái bản đồ đã lưu. Ở đây thì mình có hai bản đồ là Home và tầng 2. Còn như giao diện trên T5 hay T8 thì các bạn sẽ chỉ cần vuốt lên vuốt xuống thôi, bản đồ đã thực hiện hết ở đây rồi. Thì như trên máy này mình sẽ chọn bản đồ tầng 2, còn như cái này mình sẽ chọn map 1. Khi mở ra thì các bạn có thể nhìn ở dưới này, nó sẽ có các cái chức năng, sẽ là đầu tiên là chọn tường ảo này, phân vùng này, rồi nhãn dán các thứ vân vân. Thì bây giờ sẽ chọn để quan tâm đến cái tạo tường ảo. Thì nó sẽ có hai phần là phần không hút bụi hoặc lau sàn, thì khi chọn chế độ này robot sẽ không vào khu vực đấy làm việc, còn một chế độ là chỉ hút bụi không lau. Thì như trên máy này cũng tương tự như vậy, nó sẽ có phần virtual boundary và no mop zone, đây là không lau sàn. Thì đối với cái phần vùng không làm việc này thì sẽ có hai cái tùy chọn để các bạn có thể chọn, một là khu vực vẽ theo ô vuông, thứ hai là vẽ theo đường thẳng. Đối với ô vuông thì các bạn sẽ sử dụng để vẽ cho những cái khu vực không gian bên trong. Không gian bên trong, ví dụ như trong một cái phòng này mình muốn cấm ở đây thì mình sẽ vẽ và mình sẽ di chuyển kích thước mà đặt nó vào đúng cái vị trí mà mình muốn cấm. Còn sau đấy thì mình sẽ nhấn vào ra ngoài màn hình để xác nhận. Còn đối với T5, T8 thì mình sẽ nhấn vào cái dấu tích xanh này. Tiếp nữa thì cái chức năng vẽ theo đường thẳng ấy, nó sẽ áp dụng cho những cái vị trí cửa, ví dụ như là cửa nhà tắm, cửa ban công, cửa ra vào. Chẳng hạn như ở đây nhà mình có một cái cửa chính ra vào thì mình sẽ vẽ cái đường cấm vào đây, và cửa nhà vệ sinh mình sẽ vẽ vào đây. Thì mình sẽ dùng cái đường thẳng này. Cái đường thẳng này nó có thể là ngang chéo thì mình sẽ xoay này. Các bạn sẽ giữ này. Các bạn di chuyển này. Rồi các bạn có thể xoay theo ý muốn của mình. Đây. Các bạn xoay theo cái chân theo ý muốn của mình. Theo cái phương của cái bản đồ mà mình đang muốn chặn. Thì kinh nghiệm của mình là các bạn sẽ zoom to ra, dùng hai ngón tay phóng to ra. Sau thì mình sẽ xoay cho nó khớp với cái đường thẳng này. Rồi mình sẽ vẽ quá ra một chút để đảm bảo là ví dụ từ đây đến đây là cái mép cửa, nhưng mình cứ vẽ thừa ra một chút. Đó, xong mình dấn vào dấu tích ra ngoài. Đó, ok. Tiếp nữa thì mình sẽ thêm cái khu vực cấm lau. Mình sẽ nhấn vào đây và mình sẽ chọn sang là chỉ hút bụi không lau sàn. Ở bên này cũng tương tự như thế, mình sẽ chọn là no mop zone. Đó. Thì đối với khu vực cấm lau này, chẳng hạn như ở cái khu vực này của nhà mình, đây là nhà bếp, thì thực ra cái chức năng lau ấy nó sẽ không phù hợp. Mình sẽ cấm toàn bộ khu vực bếp này đi. Tức là khi mà robot mình gắn cái bộ phận lau vào ấy, nó sẽ không vào cái khu vực cấm lau này nữa. Thì chẳng hạn như khu vực bếp nó sẽ có đồ ăn này, dầu ăn, rồi các cái chất, nói chung là những cái chất bẩn mà nó không phù hợp để robot lau, thì mình sẽ cấm ở đây. Sau đấy thì các bạn sẽ tích ra ngoài là xong. Đối với dòng T5, T8 thì mình cũng làm tương tự, mình nhấn vào tích ở đây là xong. Giờ chúng ta sẽ đến với phần tiếp theo là sửa vùng. Tức là mình sẽ phân chia lại vùng. Thì mình sẽ giải đáp cho các bạn lý do tại sao chúng ta phải sửa vùng. Mình lấy ví dụ cụ thể như nhà mình ở đây. Thì trong cái phòng khách này này, thì một phần ở đây ấy, của nhà mình là có cái bàn ăn. Và như vậy thì cái phòng này, công năng của nó sẽ bao gồm hai phòng. Khi mà mình để nguyên này ấy, thì chẳng hạn như bây giờ mình chỉ muốn là cho robot nó làm sạch riêng cái khu vực bàn ăn này ấy, thì mình sẽ không thể sử dụng được cái chức năng là làm sạch riêng từng khu vực một. Như vậy thì hoặc là mình muốn đặt lịch cho cái khu vực này thì mình không làm được. Cho nên là mình chia lại theo cái nhu cầu và công năng của nhà mình. Thì khi mà các bạn vào cái phần sửa vùng hoặc là Edit ADR ở trên này ấy, chúng ta sẽ có cái chức năng đấy, là chức năng gồm là chia này và gộp lại. Thì mình sẽ đến với chức năng chia trước nhé. Đầu tiên các bạn sẽ chọn cái phòng muốn chia. Chẳng hạn như là cái phòng này mình đang muốn chia ra này, thì mình vào phần chia này. Sau đấy nó có một cái đường chia ở đây, thì mình sẽ xoay lại theo ý muốn của mình. Rồi, chẳng hạn như bây giờ mình đang muốn chia đôi ở cái vị trí này ra, thì các bạn cứ kéo cho nó rộng rộng ra một chút, từ bên này đến bên này, để chia cho nó chính xác. Và mình sẽ zoom ra để mình căn cho nó đúng cái vị trí mà ở đây, từ đây đến trong này, thì nó là cái bàn ăn của nhà mình. Sau đấy thì các bạn nhấn vào dấu tích. Như vậy là mình đã chia được cái phòng này ra làm hai phần rồi. Đây. Cái phòng 9 bây giờ nó sẽ là xuất hiện thêm cả phòng 10 nữa. Đấy. Thì để cho dễ quản lý ấy, chúng ta sẽ sửa luôn cái tên vùng. Chẳng hạn như ở đây mình sẽ sửa luôn
thành cái phòng không phải là phòng chính nữa mà nó sẽ là phòng khách. Mình nhấn vào New, mình có thể chọn cái biểu tượng. Rồi, phòng 10 thì mình sẽ đổi tên. Chẳng hạn mình đổi cái tên phòng này thành phòng ngủ chẳng hạn. Mình cho một cái giường ngủ vào đây. Đấy, tương tự với các phòng khác bạn cũng sẽ đổi tên như vậy. Và tiếp theo nữa thì chẳng hạn như trong trường hợp mà bạn lại muốn là cả hai cái phòng này nó hợp nhất với nhau mà nó là một cái không gian, thì mình sẽ chọn chức năng hợp nhất. Đầu tiên mình sẽ chọn những cái phòng mà muốn hợp nhất. Chúng ta sẽ chọn cái nút hợp nhất. Tương tự như thế ở bên này thì nó sẽ là cái chức năng Merge Area. Đấy, mình sẽ chọn hai những cái phòng nào mà mình muốn gộp nó lại, xong mình sẽ nhấn vào đây thì nó sẽ hợp nhất lại. Thì về cơ bản đây là toàn bộ những cái chức năng quan trọng nhất để chúng ta có thể làm chủ và quản lý bản đồ. Ngoài ra nữa thì nó có một cái tính năng mà mình thấy nó cũng rất là quan trọng. Khi mà các bạn đã làm một cái bản đồ hoàn chỉnh xong rồi thì các bạn sẽ nhấn vào cái mục là sao lưu bản đồ. Đấy, chúng ta sẽ nhấn OK. Thì sau này nhé, nếu mà khi bản đồ nó gặp lỗi như là lỗi chéo bản đồ trong map ấy, thì chúng ta sẽ chỉ cần phải thực hiện một chức năng đấy là nhấn vào đây và nhấn vào khôi phục thì nó sẽ trở về cái bản đồ mà chúng ta đã sao lưu. Như vậy thì nó sẽ tránh được những cái trường hợp mà chúng ta gặp lỗi liên quan đến phần bản đồ. Và như vậy thì là mình đã kết thúc xong cái phần hướng dẫn các bạn cách để các bạn có thể quản lý và kiểm soát cái bản đồ không gian của nhà bạn.